anh chị. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2020, và cũng là ngày mở bán đầu tiên về chiếc iPhone 12 series chính hãng mã VNCA dành cho thị trường Việt Nam. Và trên tay Nam là một dòng sản phẩm dễ thương nhất mà Apple đặt cái slogan cho sản phẩm này là The World Smallest, Lightest và Thinnest 5G Phone. Có nghĩa là dòng sản phẩm mà Apple đánh về cái việc là mỏng, nhẹ và gọn nhưng vẫn đầy đủ các tính năng giống như là những chiếc iPhone 12 series khác. Và đó chính là chiếc iPhone 12 mini. Thì hôm nay trên tay Nam là phiên bản màu blue. Đây là thiết kế hộp của iPhone 12 mini. iPhone 12 mini thì trong hộp mình sẽ thấy là nó rất là mỏng. Tại vì giống như là những dòng iPhone khác mà Apple công bố từ trước, thì trong chiếc hộp của iPhone từ năm 2020 chúng ta sẽ không có cái power adapter. Chỉ có iPhone và một cái cáp sạc. Đây là thiết kế hộp của iPhone 12 mini. Thì iPhone 12 mini chúng ta sẽ có 3 loại dung lượng 64GB, 128GB và 256GB cùng 5 màu sắc để lựa chọn, bao gồm Black, White, Red, Green và Blue, là màu trắng, đen, đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương. Thì trên tay Nam là chiếc iPhone màu Blue 12 mini phiên bản 64GB, có mã là VNCA, là hàng chính hãng về cho thị trường Việt Nam. Đây là chiếc seal của iPhone 12 của Apple. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra xem thử bên trong có gì nha các anh chị. Wow. Năm nay thì Nam đã mở hộp những chiếc iPhone có màu sắc mới từ Apple. Ví dụ như trên tay chúng ta là màu blue, màu xanh. Thiết kế ở mặt sau chúng ta thấy logo trái táo, dual camera 12 megapixel. Rất là mỏng, rất là nhẹ ha các anh chị. Thiết kế cả các viền phẳng, giống như là chúng ta thấy năm nay cái thiết kế của Apple nó cũng đi theo cái xu hướng này, giống như là chúng ta thấy ở trên tất cả những dòng iPhone 12 series, iPad Pro chẳng hạn, hoặc là iPad Air. Thiết kế viền nhôm nhìn rất là sang trọng. Đúng với cái tên gọi là 12 mini thì cầm ở trên tay rất là nhẹ, rất là thoải mái các anh chị ha. Thì bây giờ Nam sẽ mở siêu màn hình. Màn hình iPhone 12 mini sẽ có kích thước là 5.4 inch. Và đi kèm theo trong hộp thì chúng ta sẽ bao gồm một cáp sạc USB-C to Lightning và một đồ để mở khe sim. Đây là màu xanh rất là mới của Apple. Hai camera phía sau là 12 megapixel dual camera, ở phía trước là True Depth camera. Tăng giảm âm lượng KC. Rất là đẹp, rất là nhẹ ha các anh chị. Thì bây giờ Nam sẽ khởi động chiếc iPhone này lên. Mini News là
big news. Và tất cả các hàng mẫu của những dòng iPhone mới nhất đều đã có sẵn tại showroom NMS. Và thậm chí là chúng ta có rất nhiều hàng, rất là nhiều iPhone ở NMS nữa. Nếu mà các anh chị có nhu cầu thì chúng ta hãy gọi ngay 0778 77 955 nhé. Xin cảm ơn.